Với chiếc máy nghiền mộc pha hot nhất trên thị trường hiện nay đến từ thương hiệu Bình Minh, công đoạn nghiền nhỏ các loại nguyên liệu từ hạt nông sản như ngô, thóc cho đến cá khô thành bột mịn dễ dàng, nhanh chóng, hiệu quả, đem lại thành phẩm bột mịn vô cùng chất lượng. Rất vui khi được gặp lại quý vị trong video ngày hôm nay. Thưa quý vị, hiện tại thì Ngọc Nga đang có mặt tại nhà của một vị khách hàng của công ty Bình Minh. Trong video ngày hôm nay, Ngọc Nga sẽ cùng với đội ngũ kỹ thuật viên của công ty Bình Minh trực tiếp đến nhà khách hàng, cùng với đó là bàn giao dòng sản phẩm máy nghiền thức ăn chăn nuôi cho vị khách hàng này. Với nhu cầu là nghiền nhỏ số lượng lớn các loại nông sản hạt ngũ cốc khô, trong đó có cá khô, thì khách hàng sau khi được nhân viên bán hàng của đội ngũ công ty Bình Minh tư vấn đã lựa chọn dòng sản phẩm máy nghiền thức ăn chăn nuôi B12. Với dòng sản phẩm này thì khách hàng có thể nghiền được đa dạng các loại nguyên liệu với đầy đủ kích cỡ, bột mịn khác nhau tùy theo nhu cầu sử dụng của khách hàng. Và như quý vị thấy ở phía trước Ngọc Nga đây là một chậu cá khô. Theo như yêu cầu của khách hàng thì trước khi nhận bàn giao máy, kỹ thuật viên của công ty Bình Minh sẽ chạy thử máy với nguyên liệu cá khô. Với mặt sàng là 1 ly theo như yêu cầu của khách hàng trước khi nhận bàn giao máy. Và quá trình này sẽ diễn ra như thế nào thì ngay bây giờ xin mời quý vị hãy cùng với Ngọc Nga đón chờ xem. Với chiếc máy nghiền mộc pha hot nhất trên thị trường hiện nay đến từ thương hiệu Bình Minh, công đoạn nghiền nhỏ các loại nguyên liệu từ hạt nông sản như ngô, thóc cho đến cá khô thành bột mịn dễ dàng, nhanh chóng, hiệu quả, đem lại thành phẩm bột mịn vô cùng chất lượng. Chỉ với một người vận hành, trong vòng 1 giờ làm việc, quý khách có thể dễ dàng nghiền nhỏ từ 100 đến 200 cân nguyên liệu khác nhau. Với hệ thống đèn bảo vôn, automat bật tắt máy, giúp quá trình vận hành máy diễn ra nhanh chóng và an toàn hơn. Vật liệu chế tạo chính của máy là thép chất lượng cao, được gia công hàn kỹ lưỡng, tạo ra kết cấu chắc chắn, bền vững, giúp tăng tuổi thọ sử dụng máy. Khi vận hành, máy không bị rung lắc, tiếng ồn thấp. Với các lưới sàng kích cỡ từ 1 đến 4 ly, thành phẩm bột sau quá trình nghiền với kích thước khác nhau, phù hợp với từng nhu cầu sử dụng của khách hàng. Thiết kế nhỏ gọn, dễ di chuyển, cấu tạo đơn giản nhưng đem lại hiệu quả tối ưu. Toàn nạp dạng phễu tiếp nguyên liệu thẳng trực tiếp xuống buồng nghiền. Buồng nghiền bao gồm hệ thống 18 buồng nghiền, nghiền nhỏ nguyên liệu đi qua lưới sàng rơi xuống cửa xà. Máy hoạt động chuyển động từ động cơ qua dây đai cu loa. Động cơ chạy tải ổn định 3 kW, nguồn điện tải cung cấp là điện dân dụng 220V, nên đây sẽ là dòng sản phẩm phù hợp với tất cả các hộ chăn nuôi. Sản phẩm được bảo hành trong thời gian 6 tháng và được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật miễn phí trọn đời. Dạ vâng, thưa quý vị, và vừa rồi thì quá trình chạy thử máy kiểm tra kỹ thuật của dòng sản phẩm máy nghiền thức ăn chăn nuôi B12 tại nhà khách hàng đã diễn ra vô cùng thành công. Dòng sản phẩm của chúng tôi đã đáp ứng được đúng như nhu cầu của quý vị khách hàng, đó là nghiền nhỏ nguyên liệu cá khô theo như yêu cầu mong muốn của khách hàng mà không gặp bất cứ một khó khăn nào. Và ngoài nguyên liệu cá khô ra, với dòng sản phẩm máy nghiền thức ăn chăn nuôi B12 của chúng tôi, khách hàng còn có thể nghiền đa dạng các loại nguyên liệu để phục vụ cho nhu cầu chăn nuôi của mình. Còn quý vị thấy sao về dòng sản phẩm của chúng tôi ạ? Hãy để lại ý kiến của mình ở phía dưới video clip này nhé. Và nếu quý vị còn có điều gì thắc mắc về dòng sản phẩm, quý vị có thể liên hệ với chúng tôi thông qua số điện thoại hotline đang được hiển thị ở phía trên màn hình. Rất cảm ơn quý vị đã theo dõi video. Xin chúc tất cả quý vị kinh doanh thành công. Xin chào và hẹn gặp lại. Đến với công ty Bình Minh, một thương hiệu có uy tín lâu năm trong lĩnh vực sản xuất các dòng sản phẩm máy móc nông nghiệp, công nghiệp, chế biến thực phẩm hàng đầu cả nước, có địa chỉ tại 249 Lê Lợi, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, Hà Nội. Quý vị có thể trực tiếp đến xưởng sản xuất của công ty Bình Minh, thanh toán bằng tiền mặt và nhận bàn giao máy ngay tại xưởng, hoặc quý vị cũng có thể chuyển khoản qua ngân hàng và nhận máy tại nhà, rất tiện lợi cho quý vị bà con ở xa.